Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, ngoài điểm nóng Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ xung đột tổng lực Iran-Israel cũng như chuyện hơn 2 năm qua ở Ukraine, thì vừa rồi thế giới lại chứng kiến thêm một điểm nóng mới ở Nam Á. Khi mà vào sáng ngày 5 tháng 8, cả thế giới không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin bà Sheikh Hasina, Thủ tướng Bangladesh, buộc phải lên trực thăng tháo chạy khỏi đất nước, nơi mà bà đã ở trên đỉnh cao quyền lực suốt hơn một thập kỷ. Mặc dù người ta dùng từ rời khỏi đất nước, nhưng đúng nghĩa đây giống như là một cuộc tháo chạy trước sức ép dữ dội của làn sóng biểu tình bạo lực và mất đi sự ủng hộ từ quân đội. Điều gì vừa xảy ra tại quốc gia Nam Á này? Sao mọi thứ đột ngột như vậy? Để biết chính xác điều gì vừa xảy ra, cần lật lại làn sóng biểu tình tại Bangladesh từ tháng 7 khi sinh viên nước này xuống đường tuần hành để phản đối chính sách phân bổ hạng ngạch viên chức. Theo chính sách này, Bangladesh dành hơn một nửa chỉ tiêu tuyển dụng viên chức hàng năm cho các nhóm đặc quyền như con của các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi Pakistan năm 1971. Sau khi giành độc lập từ Pakistan năm 1971, Bangladesh quyết định tôn vinh những quân nhân đã đấu tranh vì tự do bằng cách dành 30% chỉ tiêu tuyển viên chức mỗi năm cho con em của họ. Chính sách về chỉ tiêu tuyển viên chức đó được thiết lập từ năm 1972 bởi Thủ tướng Sheikh Mujib Rahman, cha của bà Hasina. Tại Bangladesh, viên chức được coi là công việc ổn định và có thu nhập cao hơn nhiều ngành nghề khác. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này tăng cao, tìm được một công việc trong chính quyền là niềm mơ ước của nhiều người trẻ Bangladesh. Tuy nhiên, chính sách phân bổ chỉ tiêu viên chức gây tranh cãi do thanh niên, sinh viên cho rằng để chế độ phân biệt đối xử chỉ ưu tiên một nhóm đặc quyền đặc lợi, nhất là những người ủng hộ đảng, liên đoàn Awami cầm quyền của Thủ tướng Hasina. Nỗi bất bình này đã làm dấy lên phong trào kêu gọi cải cách chính sách tuyển dụng viên chức vào năm 2013 và 2018. Sinh viên đại học và cao đẳng ủng hộ phong trào, còn chính phủ Bangladesh mang quan điểm ngược lại. Tháng 10 năm 2018, bà Hasina chấp thuận xóa bỏ chế độ phân bổ chỉ tiêu viên chức khi hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn của sinh viên nổ ra. Nhưng thân nhân các cựu chiến binh Bangladesh đã đệ đơn kiện và Tòa Thượng thẩm Bangladesh hồi tháng 6 đã ra phán quyết hủy quyết định trên của chính phủ. Chính sách phân bổ chỉ tiêu viên chức được khôi phục, trong đó 30% dành cho thân nhân cựu binh, 10% cho phụ nữ, 10% cho vùng kém phát triển, 5% cho cộng đồng người bản địa và 1% cho người khuyết tật. Phán quyết lập tức làm dấy lên sự phản đối từ sinh viên trong bối cảnh tỷ lệ thanh niên Bangladesh thất nghiệp ở mức cao khi nền kinh tế chững lại sau đại dịch. Từng được gọi là xưởng may của thế giới, xuất khẩu hàng dệt may của Bangladesh đạt giá trị khoảng 40 tỷ đô một năm, nhưng sau đại dịch Covid-19, kinh tế nền quốc gia này trải qua thời kỳ lạm phát kỷ lục, tình trạng thất nghiệp lan rộng và ngày càng trầm trọng thêm. Ước tính khoảng 18 triệu thanh niên Bangladesh đang tìm việc. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tốt nghiệp đại học cao hơn so với nhóm có học vấn thấp. Các sinh viên đặt câu hỏi tại sao thế hệ 3 của các cựu binh vẫn được hưởng đặc quyền, kêu gọi xóa bỏ sự ưu tiên cho nhóm này, thay thế bằng chính sách tuyển dụng hoàn toàn dựa trên năng lực. Từ các cuộc biểu tình ôn hòa, tình hình nhanh chóng diễn biến xấu đi khi người biểu tình đụng độ các nhà hoạt động ủng hộ đảng liên đoàn Awami của bà Hasina. Đỉnh điểm, tính đến ngày 21 tháng 7, bạo lực đã khiến 100 người thiệt mạng, buộc Tòa án tối cao Bangladesh hủy phán quyết của Tòa Thượng thẩm, tuyên bố 93% chỉ tiêu viên chức nên tuyển dụng theo năng lực, 5% dành cho gia đình cựu binh và 2% cho khu vực kém phát triển cũng như người khuyết tật. Chính phủ bà Hasina chấp nhận phán quyết, khôi phục Internet và nới lỏng lệnh thiết quân luật, cho rằng tình hình sẽ hạ nhiệt. Thế nhưng, việc 100 người thiệt mạng cùng khoảng 10.000 người bị bắt đã khiến đám đông mất kiểm soát. Lợi dụng lúc này, phe đối lập và các nhóm nhân quyền đổ thêm dầu vào lửa, chỉ trích chính phủ của bà Hasina dùng bạo lực thái quá, cũng như chỉ trích cuộc bầu cử hồi tháng 1 đem lại nhiệm kỳ thứ 5 cho bà Hasina rằng nó diễn ra một cách không có tự do và công bằng. Đảng Liên đoàn Awami đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường đáp trả, trong khi bà Hasina cho rằng thanh niên biểu tình là những kẻ phá hoại cần được xử lý bằng bàn tay thép. Dẫu vậy, những lời đe dọa của chính phủ đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến nhiều người biểu tình dâng lên như thác đổ. Đến lúc nhận ra sai lầm thì đã muộn, bất chấp việc Thủ tướng Hasina xuống thang sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với thủ lĩnh sinh viên. Ngày 5 tháng 8, hàng nghìn sinh viên từ các thành phố lân cận, bất chấp lệnh thiết quân luật của quân đội, đã tiến vào trung tâm thủ đô Dhaka. Quân đội lúc này mới ra mặt, tuyên bố chở cờ không ủng hộ Thủ tướng Hasina và nội các. Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia vào chiều ngày 4 tháng 8, các tướng lĩnh quân đội đã thông báo với chính phủ rằng sẽ không ngăn cản sinh viên diễu hành. Đến sáng ngày 5 tháng 8, khi hàng nghìn sinh viên tràn vào thủ đô, quân đội đã ra tối hậu thư với Thủ tướng Hasina rằng bà chỉ có 45 phút để rời khỏi đất nước. Thủ tướng Hasina được cho là muốn gửi thông điệp trên truyền hình tới người dân cả nước trước khi từ chức, nhưng quân đội đã không cho phép làm như vậy. Theo nguồn tin, quân đội chia làm hai phe, một bên ủng hộ bà Hasina và bên còn lại bao gồm các sĩ quan trẻ và khoảng 60 sĩ quan đã về hưu phản đối bà này. Trực thăng chở cựu Thủ tướng Hasina đã rời phủ Thủ tướng vào sáng ngày 5 tháng 8, hạ cánh xuống căn cứ không quân Hindon gần thủ đô New Delhi, Ấn Độ ít giờ sau đó. Bà Hasina, 76 tuổi, là con gái của cựu Thủ tướng Sheikh Rahman, người đã dẫn dắt Bangladesh giành độc lập năm 1971 và cũng là người đã ban hành đạo luật dành 30% chỉ tiêu tuyển viên chức cho con em các cựu chiến binh đã tham gia công cuộc giải phóng dân tộc. Khi cựu Thủ tướng Rahman và ba con trai bị sát hại trong cuộc đảo chính ở Bangladesh năm 1975, bà Hasina mới 27 tuổi và may mắn là đang ở nước ngoài nên thoát nạn. 6 năm sau, bà trở về Bangladesh và lãnh đạo liên đoàn Awami trong cuộc đấu tranh chính trị kéo dài một thập kỷ. Năm 1990, bà Hasina hợp tác với Đảng Dân tộc Bangladesh của chính trị gia Khaleda Zia để tham gia lật đổ nhà độc tài quân sự Muhammad Ershad, qua đó chấm dứt chế độ quân chủ ở Bangladesh. Thế nhưng, sau khi đạt được mục tiêu thì liên minh nhanh chóng tan vỡ, bà Hasina đi trước một bước và trở thành Thủ tướng Bangladesh vào năm 1996 rồi lại để mất vào tay bà Zia 5 năm sau đó. Năm 2008, bà Hasina giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng và bà giữ chức vụ này suốt 16 năm liên tục cho tới ngày 5 tháng 8. Trong thời kỳ cầm quyền, bà Hasina từng được ca ngợi vì đã dẫn dắt đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Bangladesh từng bị coi là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và bị Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gọi là trường hợp không thể cứu vãn về kinh tế. Dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hasina, Bangladesh từ năm 2009 đã đạt mức tăng trưởng trung bình hơn 6% một năm. Tình trạng đói nghèo quốc gia này cũng giảm mạnh và hơn 95% trong tổng số 160 triệu dân của nước này hiện có điện sinh hoạt. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Bangladesh đã vượt trên Ấn Độ, đạt mức 2.457,92 đô. Do vậy, chính sách cầm quyền của bà Hasina bị phe đối lập chê trách và quá cứng rắn, cũng như khiến Mỹ và phương Tây tỏ ra lo ngại. Trong một thập kỷ qua, tổng cộng 5 lãnh đạo Hồi giáo hàng đầu và một quan chức cấp cao của phe đối lập ở Bangladesh đã bị hành quyết với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến tranh giành độc lập hồi năm 1971. Bà Zia, 78 tuổi, người từng là đối thủ chính trị của bà Hasina, bị kết án 17 năm tù hồi năm 2018 với tội danh tham nhũng và phải nằm viện từ đó tới nay do sức khỏe. Các lãnh đạo khác của đảng đối lập cũng đang phải ngồi tù. Khi tình hình kinh tế xấu đi sau đại dịch Covid-19, số người thất nghiệp tăng đến mức kỷ lục và những tồn tại bất cập sâu xa từ năm 1971 đã trở thành giọt nước tràn ly khiến bà Hasina đánh mất quyền lực sau nhiều năm cống hiến. Có thể nói, nguồn cơn khiến chính phủ của Thủ tướng Hasina sụp đổ không phải bắt nguồn từ một lý do mà tổng hòa của vô số lý do. Không thể nói rằng làn sóng biểu tình là do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn, mà nó bắt nguồn từ những mâu thuẫn sâu sắc về quyền lợi trong xã hội. Mà một trong những nguyên nhân sâu xa gây xung khắc dữ dội nhất khiến người dân Bangladesh cảm thấy mất niềm tin đó là hệ thống tuyển dụng viên chức dựa trên lý lịch với hạn ngạch dành cho con cháu cựu chiến binh trong cuộc giải phóng dân tộc năm 1971 lên tới 30%. Như vậy, nghiễm nhiên cứ là con cháu cựu chiến binh giải phóng dân tộc năm 1971 sẽ được tuyển dụng và làm nhà nước. Với một nền kinh tế đang phát triển như Bangladesh với dân số đông 160 triệu người, áp lực việc làm là cực kỳ to lớn mà nền kinh tế khó đáp ứng được hết. Mà tính đến năm ngoái, số lượng sinh viên thất nghiệp đã lên tới 18 triệu người, một con số khủng khiếp. Do đó, 30% chỉ tiêu là một con số quá lớn, nghiễm nhiên con cháu các cựu chiến binh được hưởng lợi từ chính sách này. Đành rằng, chính sách người có công với đất nước là một việc làm đúng đắn, uống nước phải nhớ đến nguồn. Tuy nhiên, khi đặt trong từng bối cảnh, cần phải có những điều chỉnh sao cho phù hợp, tránh bên trọng bên khinh, gây ra mâu thuẫn xung khắc trong xã hội. Chúng tôi không đủ kiến thức để biết chính sách dành cho cựu chiến binh, đặc biệt là các cựu chiến binh, các thương binh, anh hùng liệt sĩ trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam cụ thể là như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi được biết là cũng có những ưu đãi nhất định. Ví dụ, một trong những quy định về ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển viên chức nhà nước ta thường là cộng điểm dành cho con cháu của anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh, người dân tộc thiểu số, các sĩ quan quân đội, công an phục viên, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên xung phong. Từng đối tượng sẽ được hưởng mức cộng điểm khác nhau. Hơn nữa, khi các chính sách ưu đãi kéo dài, nghiễm nhiên lại hình thành một tầng lớp đặc quyền đặc lợi trong xã hội Bangladesh. càng khiến người dân vốn đã nghèo khổ lại càng bất bình hơn. Những mâu thuẫn xung khắc không thể giải quyết trong xã hội là nguồn cơn không thể tốt hơn để đổ thêm dầu vào lửa mà phe đối lập Bangladesh đã làm rất tốt khi không cho chính phủ của Thủ tướng Hasina có cơ hội để nghỉ ngơi, tìm biện pháp ứng phó. Về chất xúc tác Mỹ phương Tây như nhiều người vẫn nghĩ, hiện chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh sự dính líu của phương Tây vào các cuộc biểu tình ở Bangladesh, nhưng cũng không loại trừ khả năng dù không quá nổi bật. Mặc dù Mỹ cũng không ít lần chỉ trích vấn đề nhân quyền của Bangladesh, nhưng đánh giá chung của giới phân tích thì Bangladesh có mối quan hệ tương đối tốt đẹp với người Mỹ. Bangladesh là quốc gia nhận được hỗ trợ lớn nhất từ Mỹ trong chương trình tiêm chủng chống Covid-19 với 150 triệu liều. Họ cũng là thành viên chủ chốt trong các sáng kiến về an ninh lương thực, môi trường của chính quyền Obama. Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bangladesh. Ngược lại, Mỹ cũng là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở quốc gia Nam Á này. Trên lĩnh vực quân sự, Mỹ là một trong các đồng minh quân sự chiến lược của Bangladesh. Mỹ từng giúp quốc gia này thành lập nhiều lực lượng tác chiến đặc biệt, tiến hành các cuộc tập trận. Tuy không mua nhiều vũ khí Mỹ, nhưng họ cũng được Mỹ cung cấp các loại trang bị hiện đại như máy bay C-130J, trực thăng Bell 206, súng trường M4, tàu tuần tra Hamilton. Có thể nói, bàn tay phương Tây không quá nổi bật trong vụ bạo loạn lật đổ chính phủ Bangladesh vừa qua, tuy không thể loại trừ hoàn toàn, nhưng nguồn cơn chủ yếu xuất phát từ xung đột nội bộ và chính sách không được lòng dân của các đời thủ tướng. Tất nhiên, với Mỹ thì phe của bà Hasina hay phe đối lập thì quan hệ với họ chỉ cần được giữ vững là ok. Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng đã phát đi thông điệp đề nghị các bên kiềm chế bạo lực, hoan nghênh thành lập chính phủ lâm thời. Vậy, đất nước Bangladesh sẽ đi đâu về đâu sau đây? Trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 5 tháng 8, Tư lệnh quân đội Waqar Uz Zaman thông báo Thủ tướng đã từ chức và kêu gọi người dân giữ vững niềm tin vào quân đội. Ông cho biết đang thảo luận với các đảng đối lập để thành lập một chính phủ lâm thời. Tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm toàn bộ. Đất nước đã phải chịu đựng quá nhiều, nền kinh tế bị tàn phá, nhiều người đã thiệt mạng, đã đến lúc phải chấm dứt bạo lực. Tướng Waqar nói, nhưng không rõ ông có phải là người đứng đầu chính phủ lâm thời hay không. Sau khi Thủ tướng từ chức, Tổng thống Bangladesh Muhammad Shahabuddin đã ra lệnh thả những người bị giam vì tham gia biểu tình, cũng như cựu Thủ tướng kiêm lãnh đạo phe đối lập Khaleda Zia, 78 tuổi, bị bỏ tù vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, các động thái của quân đội và Tổng thống Bangladesh xem ra vẫn chưa làm hài lòng người biểu tình. Thậm chí không thể bỏ qua việc phe biểu tình có thể sẽ trở thành một thế lực mới trên võ đài chính trị quốc gia này. Khi mà vào ngày 6 tháng 8, Tổng thống Bangladesh đã ra quyết định giải tán quốc hội sau khi người biểu tình gây sức ép ra tối hữu thư sẽ tiếp tục hành động nếu không được đáp ứng. Các thủ lĩnh sinh viên hiện đang yêu cầu Tổng thống và quân đội phải cho phép ông Muhammad Yunus, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, trở thành cố vấn chính phủ lâm thời. Yunus và công ty tài chính vi mô Grameen Bank của ông đã được trao Nobel Hòa Bình năm 2006 vì giúp hàng triệu người thoát nghèo thông qua các khoản vay dưới 100 đô tại vùng nông thôn của Bangladesh. Đây là nỗ lực đi đầu trong xu hướng toàn cầu sau này được gọi là tín dụng vi mô. Tuy nhiên, bà Hasina thì cáo buộc ông này hút máu người nghèo. Phe ủng hộ Yunus cho rằng chính phủ Bangladesh muốn bôi nhọ ông bởi chủ nhân giải Nobel Hòa Bình từng cân nhắc lập đảng đối lập với liên đoàn Awami của bà Hasina. Yunus hiện đang ở Paris để thực hiện các thủ thuật y khoa đơn giản. Phát ngôn viên của ông cho biết ông đã đồng ý với yêu cầu của sinh viên để trở thành cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời. Quân đội Bangladesh và các phe phái chính trị hiện chưa hồi đáp đề nghị này từ phe biểu tình. Do vậy, không loại trừ khả năng sau khi mất đi mục tiêu chung là bà Hasina, tình hình chính trị Bangladesh có thể sẽ không yên bình trở lại khi phong trào sinh viên đang nổi lên như một thế lực chính trị mới giữa phe của quân đội và đảng đối lập.